Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân nhường đất cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, 3,9 km, có 367 hộ dân bị ảnh hưởng và 70 hộ dân phải di dời. Các hộ dân bị ảnh hưởng đều bày tỏ vui mừng khi Đảng, Nhà nước thực hiện đường cao tốc Bắc Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Công tác kiểm kê, lập phương án đền bù và chi trả tiền thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời, mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện đến nơi ở mới bằng và hơn nơi ở cũ để ổn định cuộc sống. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương sự quyết liệt của các cấp lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi và sự ủng hộ của người dân nhường đất thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các cấp lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật để đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhân dân, cũng như tăng cường vận động, tuyên truyền để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 30 xuất quà cho 30 hộ dân ở xã Đức Hòa nằm trong vùng bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc Nam.